Mấy bạn ơi, hôm nay mình làm sốt mayonnaise nha mấy bạn. Thì trước tiên mình không làm từ trứng, hôm nay mình làm sữa tươi nha. Mình sẽ cần vào trong đây là 50 ml sữa tươi. Sữa mấy bạn để nhiệt độ phòng nha mấy bạn, không có lạnh nha. Nhiệt độ thường thôi. Ở phòng mình á là sữa nguội chứ không có phải sữa lạnh mà cũng không phải sữa nóng như mấy bạn đâu. Ở đây 50 ml nha. Sữa tươi, không đường. À, mình sẽ cần gấp đôi cái lượng dầu lên. Đó là 100 ml dầu. Dầu ăn. Các bạn muốn bỏ dầu gì cũng được. Olive hoặc là dầu hướng dương, dầu cải, dầu gì cũng được. Dầu nành. Mình gắn cái máy này vô. Cái máy này nó gọi là Stab Mixer. Đầu tiên, các bạn sẽ cho sữa vào đây trước. Các bạn sẽ cho 50 ml sữa vô đây. Rồi, mình để cái này vô nha mấy bạn. Mình đánh sơn chút xíu. Rồi, mình sẽ cho một chút xíu muối vô. Mấy bạn cho một nhúm muối nhỏ thôi. Rồi, cho một chút xíu tiêu vô luôn. Rồi, mình sẽ chế dầu ăn như nha mấy bạn. Đây là 100 ml dầu ăn. Mình chế vô luôn nha. Mình để cái cây đánh như nè mấy bạn. Rồi mình chế vô nha. Chừng mấy chục giây là mấy bạn có thôi. Mấy bạn sẽ để cái cây đánh phía dưới luôn. Rồi mình đánh, đánh xong rồi mình nhấc lên nha mấy bạn. Mình thấy nó đặc là mình nhấc lên nha. Rồi mấy bạn thấy nó đặc rồi đó. Nó đặc rồi nè mấy bạn. Đây. Đặc rồi đây. Mình sẽ làm một chút xíu nữa. Rồi đặt rồi. Bây giờ mình sẽ cho một chút xíu nước chanh vô. Hoặc là nếu mấy bạn không có chanh thì mấy bạn cho giấm cũng được. Nếu mấy bạn cho chanh thì cho khoảng một muỗng cà phê nha mấy bạn. Rồi bỏ chút xíu vô cho nó chua. Xong rồi. Mình có sốt mayonnaise. Các bạn thấy nhanh không? Đây sốt của mình đây. Ngon chưa? Rất là đặc luôn. Các bạn thấy không? Làm ở nhà nhanh á. Cái này để chấm gà nè mấy bạn. Chấm thịt, chấm thịt nướng cũng được nữa, hoặc là mình chấm pomfrit á, chấm cái gì đó khoai tây đó mấy bạn. Đây mấy bạn nhìn thấy ngon chưa đó nè mấy bạn, đó làm từ sữa nha mấy bạn. Rồi mình sẽ làm với hột gà sau nha mấy bạn. Nếu mà mấy bạn nào thích thì có thể cho thêm mấy cái lá thơm vô nữa. Rồi mình cho sốt ra hũ lên mấy bạn. Cái này mình có thể mình bảo quản được cũng 10 ngày mấy bạn ạ. Đó, ngon chưa? Sốt mayonnaise từ sữa tươi. Cái này mình cho em bé ăn thì nó bổ hơn. Nếu mấy bạn sợ dầu mỡ nhiều thì mà không bổ thì bỏ dầu olive nha mấy bạn. Ngon chưa? Sốt mayonnaise làm tại nhà luôn mấy bạn. Khoảng 20 giây hay 10 giây gì mấy bạn có một hũ sốt. Nếu mấy bạn thích nhiều thì làm nhiều lên. Còn tại vì mình làm nhanh nên mình không cần làm nhiều mấy bạn. Mình làm đủ ăn thôi. Rồi sau đó mình làm nữa. Rồi để làm ớt sa tế thì mấy bạn sẽ cần 30 gram ớt và
một củ tỏi như vậy, khoảng lấy khoảng 10 tép. Đây, mình Tiên đã lột ra nè, 3, 6, 9, 10 tép ha. Và mình sẽ cần khoảng 100 gram sả, 100 gram sả bầm nè mấy bạn. Nhưng mà cái này là sả mình mua đông đá về mình để tan đá rồi mình sẽ xay nha mấy bạn. Bây giờ trước tiên là mấy bạn lột tỏi. Lột tỏi xong rồi cắt bỏ cái này ra, bỏ cái cuống ớt ra nha mấy bạn. Khoảng một muỗng canh màu điều. Đây là hạt điều nè mấy bạn, hạt điều màu. Mấy bạn cần một muỗng canh nha. Với cái lượng 100 gram sả đó, thì mấy bạn đầu tiên mình bây giờ mình làm màu điều trước nha. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1, 2, 3, 4 muỗng canh, 4 muỗng canh dầu. Bật lửa lên thì mấy bạn đừng có chờ dầu sôi gì hết đó, mấy bạn sẽ cho thẳng cái hạt đường này vô luôn. Cho thẳng vô luôn nha mấy bạn, cho nó ra màu. Mình cho hết luôn. Một muỗng canh hạt điều. Các bạn sẽ để lửa nhỏ nhỏ thôi. Mình để lửa nhỏ từ từ cho nó ra màu nha mấy bạn. Có khoảng vài giây là nó ra màu được rồi đó mấy bạn. Rồi mấy bạn tắt lửa nha. Tắt lửa xong mấy bạn lấy một cái rây nhỏ nè. Mấy bạn đổ cái dầu này ra ngoài đây. Bỏ hột đi nha mấy bạn, lấy cái dầu thôi. Sả tỏi nha mấy bạn, đây mình lấy cái lưỡi dao. Lấy 4 cái lưỡi dao. Cái cối xay 4 lưỡi dao. Mình xay tỏi trước đi. Tỏi như đây. Nó rất là nhanh nè. Mình ấn khoảng 4-5 cái gì. 4-5 cái gì là nó nát. Mấy bạn nhìn nát rồi, mình cho ra đây, mình cho ra đây xong mình xay sả nha mấy bạn. Ấn thả chừng khoảng 3 cái là nó xong rồi mấy bạn. Xả nó nhuyễn luôn. Cho ra luôn. Rồi tiếp tục xay ớt nha. Ớt chưa xay luôn. Xong mình ấn 3-4 cái gì đó rồi ớt nó nát ra không, mấy bạn nhìn ớt nát tơi ra mấy bạn. Bạn sẽ lấy một cái chảo hồi nãy mình vừa thắng màu điều xong á, bạn sẽ cho vô đây nhiều dầu, khoảng 200 ml dầu, rất là nhiều dầu luôn mấy bạn, tại mình làm nhiều ớt rồi. Mấy bạn đun nóng nha. Dầu hơi bắt đầu nóng rồi, mình sẽ cho sả vô trước đó. Các bạn nhớ để lửa nhỏ thôi nha. Các bạn nhớ để lửa nhỏ nha. Dầu hơi nóng thì mình cho sả vô trước cho nó đặc. Các bạn đừng có để dầu sôi quá. Dầu sôi quá nó sẽ nổ ra đó. Các bạn để lửa nhỏ thôi, cho hết sả với lại tỏi vô, để lửa nhỏ như thế bạn, lửa trung bình thôi. Lửa vừa thôi nha, đun cho nó đến khi nào mà cái sả này nó với lại cái tỏi nó thơm lên á, nó cháy hơi vàng vàng lên thì mình mới bỏ ớt thôi nha mấy bạn.
giờ có thể tăng lửa lên được rồi. Khi mà mới bỏ vô thì nó dễ văng ra ngoài dầu á, dầu nó văng ra nên mình để lửa nhỏ thôi. Bây giờ mình để lửa lớn lớn lên cho nó nhanh. Bây giờ mấy bạn sẽ cho vô đây một muỗng cà phê muối nha. Nó cho nó thơm, bây giờ nó thơm nè, nó sắp thơm mà nhưng nó chưa vàng mấy bạn. Có bạn hôm trước hỏi mình làm sao mà giữ cái bếp cho nó sạch đó, thì mình nấu á mấy bạn, mình lưu ý mình đừng có để cho nó văng nhiều. Với lại sau khi nó bị văng thì mấy bạn lấy cái baking soda đó, các bạn bỏ vô giấm xong rồi chùi lên bếp nha, nó sẽ sạch. Gần vàng rồi thì mình hãy cho ớt vô nha, tỏi với lại xả vàng rồi. Bây giờ mình cho ớt nha, cho hết cái ớt hồi nãy mình xay ra nè. Các bạn bật bếp lò hút lên nha mấy bạn, không là nó cay á, trời nó chuẩn bị nó cay lắm. Hết chưa? Bắt đầu về chuẩn bị màu lên gần đẹp rồi đó. Cái cối nhỏ này mua ở Amazon nha mấy bạn, cối này rất là tiện. Rồi bây giờ màu đẹp chưa, chưa bỏ vào một điều vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ xuống nha mấy bạn, các bạn tắt luôn cũng được đó. Các bạn sẽ cho vô đây 2 muỗng canh tương ớt con gà nha mấy bạn. Tương ớt con gà nè, cho vô 2 muỗng canh. Rồi 2 muỗng canh tương ớt con gà. Các bạn để lửa nhỏ nha, để nó văng á. Trộn đều. Rồi mình sẽ cho cái dầu màu điều hồi nãy nè, cái dầu hồi nãy mà mình đã vừa làm xong á, mình cho hết đi luôn. Lúc này mình để lửa nhỏ nha mấy bạn. Ủa này chút xíu mình lấy mình đựng luôn nè. Bây giờ mình để lửa nhỏ thôi, các bạn chờ cho nó sôi lên lại nha. Cho nó chờ cho nó sôi khoảng 1-2 phút gì nữa nha. Màu đẹp ha. Bây giờ nó thơm quá luôn á. Rồi bây giờ mình tắt lửa luôn nha. Mình chờ nguội mình bỏ vô trong hũ keo. Cái hũ keo của mình nó dày nè mấy bạn, nó dày lắm. Bỏ vô luôn cho mấy bạn coi. Tại vì nó cái hũ keo nó dày, nó không có bề bể. Còn bạn nào có cái hũ keo khác thì mấy bạn nhớ chờ cho nó nguội. Bây giờ nó muốn ho đó. Cái này để dành ướp thịt, nướng thịt hoặc là ăn bún bò Huế. Các bạn coi thành phần nguyên liệu ở trong phần mô tả video nha mấy bạn. Rồi xong rồi, bây giờ nó rất ngon luôn. Các bạn nhìn màu ngon chưa? Giờ mình không dám cầm đâu nè, ngon chưa, màu đẹp chưa đó. Là ớt sa tế mấy bạn, nói vậy là xong rồi đó. Hôm bữa có bạn nào hỏi mình khuyên chia sẻ cái ớt sa tế nè, bây giờ mình chia sẻ cho mấy bạn nè ha. Ớt sa tế ngon ghê chưa, màu mấy bạn nhìn màu đẹp ha. Rồi, chúc mấy bạn làm ngon nha mấy bạn.